Xuất được 5 tập rồi. Bây giờ thu tiếp, tối xuất tiếp. Cái đầu chôm bơm. Ngày mai vô thành phố cắt tóc ăn hậu lễ. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 2917 đến chương 2923. Sắc mặt của Nguyệt Trường Hà không chút dao động, chỉ gật đầu nhẹ. Đúng vậy. Diệp Thiên nghe xong, ánh mắt anh chợt lóe lên, sau đó tiến lên một bước. Tiền bối Trường Hà, nếu ông đã có thể đi tới không gian đó, vậy thì ông cũng biết đường đi vào ở đâu, đúng không? Xin tiền bối hãy nói cho tôi biết, đợi đến khi lấy được hoa bạch ám, tôi nhất định sẽ bất chấp gian nguy, báo đáp tiền bối. Diệp Thiên rất tự cao, cho dù là người mạnh nhất có ở trước mặt anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Nhưng hiện tại, vì hoa lộng ảnh, nên anh phải chủ động hạ mình, gọi Trường Hà Kiếm Tiên là tiền bối. Đây mới chính là khí phách nam nhi. Cổ Nguyệt Trường Hà bỗng nhiên im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Báo đáp thì cũng không cần. Tôi có thể đưa cậu tiến vào không gian này, nhưng cậu có đủ sức lực để lấy hoa bạch ám hay không thì tôi không dám chắc. Sắc mặt Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi, cũng không có chút do dự nào. Anh lập tức gật đầu. Tôi chỉ cần tiền bối đưa tôi vào không gian này là được, còn những việc khác cứ để tôi tự lo. Cố Nguyệt Trường Hà nghe xong, trên mặt dường như có chút do dự, một lúc sau mới gật đầu. Thôi bỏ đi, nếu cậu đã quyết tâm cứu người thì tôi cũng sẽ giúp cậu một lần. Nhưng sau khi tiến vào không gian, có thể cậu sẽ phải chịu một vài thứ không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước tôi. Diệp Thiên lập tức tiến lên, đứng cách Cổ Nguyệt Trường Hà nửa bước. Lúc Diệp Thiên đến gần, Cổ Nguyệt Trường Hà cũng chậm rãi đứng dậy. Mọi động tác đều vô cùng chậm chạp, giống như đang có sức nặng vô hình nào đó đè lên trên người ông ta vậy. Phải mất vài phút Cổ Nguyệt Trường Hà mới đứng dậy được. Điều này khiến cho Diệp Thiên có vẻ hơi khó hiểu. Sau khi Cổ Nguyệt Trường Hà đứng dậy, lòng bàn tay đột nhiên nhấc lên, sau đó đè lên trên vai Diệp Thiên. Bản năng cơ thể của Diệp Thiên lập tức có dấu hiệu cảnh báo. Khi đang định phản kháng thì giọng nói của Cổ Nguyệt Trường Hà liền vang lên. Đừng kháng cự, hãy bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu vào trong không gian đó. Nếu như có chút bài xích nào thì sẽ thất bại đó. Vừa nghe thấy lời của Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên theo lúc này buộc phải thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay lúc Diệp Thiên hoàn toàn buông lỏng cảm giác, một nụ cười lạnh lùng bỗng nhiên xẹt qua trong miệng Cổ Nguyệt Trường Hà. Diệp Thiên giật mình, định thoát khỏi lòng bàn tay ông ta, nhưng đã muộn một bước. Cổ Nguyệt Trường Hà tung lực, ngay lập tức một luồng sức mạnh kéo Diệp Thiên về phía ông ta. Cổ Nguyệt Trường Hà liền nhân cơ hội tiến lên một bước. Trong nháy mắt, hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau. Diệp Thiên đứng ở vị trí lúc trước Cổ Nguyệt Trường Hà, còn Cổ Nguyệt Trường Hà lúc này đã thu tay lại. Ông, ánh mắt Diệp Thiên đanh lại, đang định chất vấn gì đó, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt anh liền trở nên nghiêm trọng. Một trọng lượng khổng lồ khó tả từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy Diệp Thiên, giống như có một ngôi sao rơi xuống trên đầu của anh vậy. Toàn bộ sức nặng đều dồn hết lên trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên ngay lập tức khuỵu một chân, nặng nề quỳ xuống. Cổ Nguyệt Trường Hà lùi về phía sau mấy bước. Tiếng cười ngạo nghễ của ông ta vang khắp đất trời. Cuối cùng sau 500 năm, Trường Hà tôi cũng đã lấy được sự tự do rồi. Bùng! Áp lực cực lớn như một ngôi sao đang rơi xuống đỉnh đầu Diệp Thiên. Mỗi một tấc sức mạnh đều như đang đè lên trên từng thớ thịt, hoàn toàn làm cho anh cứng đơ người ngay tại chỗ. Cơ thể Diệp Thiên mạnh đến mức nào chứ? Cho dù tên lửa xe tăng có bắn trực diện thì anh cũng không hề hấn gì. Một ngọn núi cao trăm trượng cũng chỉ là trọng lượng bình thường mà thôi, thậm chí còn không thể khiến cho anh cúi người. Nhưng ngay lúc này đây, đầu gối của Diệp Thiên lại khuỵu xuống, dường như anh không thể chịu được sức nặng này. Điều này cũng đủ để thấy trọng lực ở đây mạnh đến mức nào. 500 năm rồi, cuối cùng Trường Hà tôi cũng đã lấy lại được sự tự do. Tiếng cười ngạo nghễ của Cổ Nguyệt Trường Hà làm chấn động mọi thứ, điên cuồng như một con ngựa hoang vậy.
khiến cho cả mặt đất đều phải run rẩy vì âm thanh của nó. Còn Diệp Thiên lúc này lại không thể phát ra âm thanh. Toàn thân anh khẽ run lên. Anh đang dùng sức mạnh cơ thể và phệ thiên ma lực để chống lại áp lực đang đè xuống kia. Hoa Thanh Hà đang cứng đờ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện phát triển nhanh đến mức cô ta còn chưa kịp phản ứng. Đến tận lúc này cô vẫn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Trường Hà ngẩng đầu mỉm cười, một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn xuống Diệp Thiên, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Chàng trai trẻ, đừng trách tôi. Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi, nhưng cậu vẫn lựa chọn đi tới bước này. Cậu không thể tưởng tượng được 500 năm qua, ngày đêm không ngừng, uy lực của sức mạnh phép tắc sao trời kia vẫn luôn đè lên trên đầu của tôi. Cảm giác đó khó chịu như thế nào chứ? May là bây giờ đã có cậu thay tôi rồi, cuối cùng tôi cũng được thả ra. Diệp Thiên nghe xong khó mà ngẩng đầu lên được, sau đó nói với vẻ khó khăn. Sức mạnh pháp tắc sao trời sao? Đúng vậy, thứ đang áp xuống cậu chính là sức mạnh pháp tắc của đất trời. Ánh mắt Cố Nguyệt Trường Hà nhìn xa xăm, tiếp tục nói, ngôi sao chúng ta đang sống ẩn chứa những quy luật riêng của nó. Nếu tôi đoán đúng thì các ngôi sao trong vũ trụ đều có tồn tại sự sống như địa cầu, đều có những pháp tắc riêng của nó. Bởi vì sinh ra từ pháp tắc nên mới có sức mạnh của pháp tắc. Ông ta thong thả đi tới, ánh mắt như hồi tưởng lại ký ức, điềm đạm nói, ngay lúc đó vì muốn tìm đường thành tiên nên tôi mới đến hàng ma phương Tây này, nhưng không ngờ mình lại bị mắc kẹt ở đây dưới áp lực nặng nề của sức mạnh pháp tắc. Tổng cộng là 500 năm. 500 năm qua tôi hoàn toàn dựa vào chân lực và sức sống yếu ớt ở đây để bảo toàn tính mạng. Từ đó đến nay chưa từng nhúc nhích nửa bước, thậm chí cả nghỉ ngơi cũng đã trở thành ước muốn cực kỳ xa xỉ. Nếu không phải tâm tôi kiên định thì đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi. Nói đến đây, trong mắt ông ta chợt ánh lên nụ cười. May là 500 năm chịu đựng cũng không hề vô ích. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được có một người có thể gánh chịu sức mạnh pháp tắc cho mình rồi. Chàng trai trẻ, tôi nợ cậu một ân tình. Nói cho tôi biết, cậu còn có nguyện vọng gì, tôi đều có thể đáp ứng cho cậu. Hồi trưa thì giọng còn trong trong, đến giờ này là coi như trải qua mấy tiếng là coi như là khan rồi. Ngay khi Hoa Thanh Hà nghe thấy, cô liền nhận ra Diệp Thiên đã thực sự bị cái người tên là Trường Hà kiếm tiên kia lừa mất rồi. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ông biết tôi muốn hoa bạch ám mà, cho nên mới cố tình nói hoa bạch ám đang ở một không gian khác, sau đó dẫn tôi vào bẫy. Bây giờ ông lại muốn thay tôi hoàn thành tâm ý, da mặt của ông cũng dày thật đấy. Ngay lúc Diệp Thiên đang nói, cơ thể anh cũng từ từ đứng thẳng lên. Mặc dù cử động có hơi chậm chạp, nhưng anh vẫn có thể nhích dậy được. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Cổ Nguyệt Trường Hà hơi nheo lại. Hắn ta có chút kinh ngạc, giọng nói càng thêm cảm khái. Xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của cậu rồi. Tôi đã phải mất 1 năm để làm quen với áp lực này mới có thể đứng ngồi nằm thoải mái. Còn cậu chỉ mất mấy phút để làm điều đó. Thật là làm cho người khác phải kinh ngạc mà. Bây giờ xem ra chắc chắn cậu sẽ còn phải ở lại đây lâu đấy. Nếu như vận may tốt thì cậu có thể đợi được người thay thế cho mình. Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong liền mỉm cười rồi quay đầu lại, không thèm để ý tới Diệp Thiên và Hoa Thanh Hà nữa, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ông ta quay người, giọng nói của Diệp Thiên đột nhiên truyền đến. Lão già kia, nếu tôi đã thay ông chịu sức mạnh pháp tắc rồi, hay là ông giúp tôi trả lời một vài câu hỏi đi. Cổ Nguyệt Trường Hà chợt khựng người, sau đó mới quay người lại. Được thôi, cứ coi như là trả giá cho cậu đi. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ không giấu. Sắc mặt cứng rắn của Diệp Thiên dần dần thu hẹp lại, hai mắt anh sáng ngời, nhẹ nhàng nói, tôi mới biết tại sao ở đây lại có sức mạnh của pháp tắc địa cầu, và tại sao ông lại bị mắc kẹt dưới sức mạnh pháp tắc này. Cổ Nguyệt Trường Hà nghe xong câu hỏi này không chút do dự nói, bởi vì
Đây chính là tiên lộ giả. Tiên lộ giả sao? Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này. Cổ Nguyệt Trường Hà liền nói tiếp. Trái đất quả thực có những con đường thông tới các ngôi sao khác. Những con đường này đều do người ngoài hành tinh để lại từ thời cổ đại. Chính vì như thế nên nó mới được gọi là tiên lộ. Có nhiều hơn một tiên lộ trên trái đất. Ngoài những tiên lộ còn nguyên vẹn có thể dẫn đến những ngôi sao khác kia thì cũng có rất nhiều tiên lộ giả. Tiên lộ bị tổn hại trong quá trình lịch sử thì không thể nào dẫn đến các ngôi sao khác được, nên mới được gọi là tiên lộ giả. Còn đây chính là một trong những tiên lộ giả. Ông ta chỉ vào vị trí của Diệp Thiên có chút căm phẫn nói: nếu tìm được tiên lộ thật thì sẽ có thể đến được những ngôi sao khác, sẽ theo đuổi được sức mạnh cảnh giới cao hơn để tiến tới tiên đạo. Nhưng nếu chẳng may vào nhầm tiên lộ giả thì không thể nào rời khỏi trái đất được. Hơn nữa còn bị địa cầu xem như dị vật ngoài hành tinh. Sau đó trái đất sẽ dùng sức mạnh pháp tắc trấn áp tại đây, làm cho cả đời ở trong tiên lộ giả. Nếu như cậu muốn rời khỏi tiên lộ giả, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tìm người thay thế mình. Trong tích tắc hoán đổi vị trí của hai bên. Nếu không, cậu chỉ có thể ở trong tiên lộ giả cả một đời mà thôi. Mỗi ngày đều phải hứng chịu sức mạnh pháp tắc áp xuống. Cố Nguyệt Trường Hà nói xong bèn hít sâu một hơi. Lúc này nghi ngờ trong lòng Diệp Thiên cũng đã được giải quyết. Rốt cục anh cũng đã hiểu tại sao Cổ Nguyệt Trường Hà lại bị áp chế ở đây với tu vi như vậy. Sức mạnh pháp tắc của trái đất quả thực vô cùng đáng sợ. Cho dù có là cảnh giới sử thi cấp cao như kim tự tháp chúng thì cũng đành bó tay mà thôi. Nhưng ngay lúc này anh đã hoán đổi vị trí của mình với Cổ Nguyệt Trường Hà, trở thành người bị mắc kẹt bởi sức mạnh pháp tắc của trái đất. Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu. Cũng đã lâu tôi không nhìn thấy con người ở nhân gian rồi. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Chàng trai trẻ, tôi biết hiện tại cậu rất hận tôi, nhưng tiếc là đời này chúng ta không có duyên gặp lại nhau nữa rồi. Cổ Nguyệt Trường Hà phất phất tay với Diệp Thiên, sau đó xoay người đi về phía con đường mà Diệp Thiên vừa đến. Hoa Thanh Hà sững sốt một hồi rồi nhìn Diệp Thiên, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi và bất lực. Cô ta không biết phải làm như thế nào mới được. Nhưng ngay lúc này cô lại nhìn thấy trong mắt Diệp Thiên ánh lên một tia sáng. Nó sáng ngời như một vì sao. Cô ta nhìn thấy bên trong đồng tử Diệp Thiên là một tinh cầu màu xanh lam. Đó chính là trái đất. Đại nhân, cậu... Hoa Thanh Hà vô cùng lo lắng, đang định hỏi Diệp Thiên, nhưng trong chốc lát, ánh mắt cô ta lại cứng đờ. Đôi mắt đen như mực của Diệp Thiên bỗng biến đổi khác thường. Đồng tử đen lấy của anh bỗng nhìn hóa thành một ngôi sao hình tròn màu xanh da trời. Địa cầu sao? Hoa Thanh Hà ngạc nhiên, không biết thay đổi đột nhiên xảy ra như thế này là thế nào. Bây giờ Diệp Thiên cũng phát giác ra sự thay đổi trên cơ thể mình. Ban đầu sức mạnh pháp tắc của địa cầu giáng xuống, anh cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng dồi dào đó tạo áp lực lên trên cơ thể mình, khiến anh không thể động đậy, muốn đứng lên cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dựa vào tu vi và xác thịt chống đỡ. Nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh đè ép trên người anh càng lúc càng nhẹ đi, thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kỳ nhẹ nhàng rót vào trong đỉnh đầu anh, lan ra khắp toàn thân. Cái cảm giác đó giống như thai nhi từ ở trong tử cung của người mẹ, lại giống như được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ, cực kỳ thư thái, thoải mái. Lúc này phệ thiên ma lực trong cơ thể anh cũng xảy ra thay đổi. Khi nguồn năng lượng ấy rót vào, sự điên cuồng và khát máu dần trở nên dịu dàng, trong lành hơn. Thuộc tính sức mạnh toàn thân bắt đầu nghiêng về phệ thiên huyền lực trước kia. Chuyện này là sao chứ? Chỉ trong mười mấy bước chân rời đi của Trường Hà Kiếm Tiên, áp lực nặng nề trên cơ thể Diệp Thiên biến mất. Thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kỳ dồi dào, ấm áp, lan tràn khắp toàn thân của anh. Theo Cổ Nguyệt Trường Hà,
Diệp Thiên bị sức mạnh pháp tắc của địa cầu trấn áp, số mệnh đời này đã định sẵn. Còn Hoa Thanh Hà, dù là một đỉnh cao hoàng cấp nhỏ bé, ngay cả tư cách khiến ông ta chú ý cũng không có. Ông ta càng không muốn tìm hiểu, chỉ muốn mau chóng quay trở về thế giới tục, thưởng thức cảnh đẹp của nhân gian này, để uy danh của Trường Hà kiếm tiên lại vang vọng trên thế giới một lần nữa. Nhưng ông ta vừa mới đi được mười mấy bước, một giọng nói lại vang lên từ đằng sau ông ta. Lão già kia, ông tưởng rằng ông đi được sao? Món nợ của ông với tôi vẫn còn chưa được thanh toán kia mà. Giọng nói vừa dứt, Cố Nguyệt Trường Hà đứng khựng lại. Ông ta vô cùng ngạc nhiên quay đầu, chợt thấy Diệp Thiên đang đứng bên dưới thác trời, nhẹ nhàng hoạt động cổ và cổ tay. Động tác của anh vô cùng thoải mái, tự nhiên, dường như không hề chịu một sự ràng buộc nào. Hả? Cố Nguyệt Trường Hà thấy vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Cậu... Ông ta đang định nói gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến biểu cảm trên mặt ông ta cứng đờ. Diệp Thiên bước chân ra, đi lại tự nhiên trong dòng nước, bước từng bước về phía ông ta. Anh đã thoát khỏi nơi bị pháp tắc địa cầu trấn áp, đứng cách ông ta chỉ có 10 trượng. Giờ phút này trong lòng Cổ Nguyệt Trường Hà như có sóng xô biển cuộn, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được chứ? Sao cậu có thể thoát khỏi sự trấn áp của sức mạnh pháp tắc địa cầu được chứ? Ông ta nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt càng thêm chấn động, cực kỳ chấn động. Vì tìm kiếm con người thành tiên mà ông ta đi nhầm vào con đường lên tiên giới giả, cuối cùng bị pháp tắc địa cầu ràng buộc, trấn áp ở đây 500 năm qua. Trong lúc đó, ông ta đã thử mọi phương pháp, nhưng cho dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của pháp tắc địa cầu, vẫn luôn bị ghim chặt ở nơi này, không thể rời đi nửa bước. Thế mà giờ đây, Diệp Thiên chỉ bị sức mạnh pháp tắc của địa cầu trấn áp chưa tới 10 phút đã có thể hoạt động một cách thoải mái, hoàn toàn bỏ qua sức mạnh pháp tắc của địa cầu. Theo ông ta thấy, chuyện này quả là hoang đường như chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu sức mạnh pháp tắc của địa cầu thực sự có thể thoát ra được dễ dàng, vậy thì chẳng phải chuyện ông ta bị nhốt ở đây 500 năm trở thành rễ mạch như rau dại ở bên đường hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên chỉ khẽ cười một tiếng. Mặc dù tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác bây giờ không tệ. Anh khép 5 ngón tay lại, phệ thiên huyền lực vốn dĩ đã hấp thu ma khí mà hóa thành phệ thiên ma lực màu đỏ sẫm, nay đã biến trở lại thành màu xanh sẫm. Hơn nữa, giờ phút này phệ thiên huyền lực không chỉ có hiệu năng mạnh hơn trước kia, mà còn có sức sát thương vô hạn sau khi dung hòa với ma khí. Có thể nói là hai thứ hợp làm một, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái. Anh chỉ tay về phía Cổ Nguyệt Trường Hà, trong mắt dần ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo. Lão già, bây giờ đã đến lúc thanh toán món nợ giữa chúng ta rồi. Trong giọng nói của Diệp Thiên mang theo sát ý không hề che giấu, lần này anh đã thực sự nổi giận. Cổ Nguyệt Trường Hà lừa anh mắc bẫy, bị sức mạnh pháp tắc của địa cầu trấn áp. Nếu không phải vì nguyên nhân không rõ tên, sức mạnh pháp tắc này dường như không có tác dụng với anh. Rất có khả năng anh sẽ bị nhốt ở nơi này, có lẽ mấy chục năm đến trăm năm sau cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Cho dù cuối cùng anh có thể thoát ra được, thì đến lúc đó tàn hồn của Hoa Lộc Ảnh cũng đã tan biến, hoàn toàn ngọc nát hương tan, không còn cách nào cứu vãn. Thủ đoạn của Cổ Nguyệt Trường Hà suýt chút nữa khiến anh mất đi người con gái mà anh yêu nhất trên đời này, làm sao anh không nổi giận được chứ? Giây lát sau, anh nhấc cánh tay lên, kéo mạnh về phía sau. Phệ thiên huyền lực màu xanh sẫm ngừng kết trên cánh tay anh, lập tức quất ra một quyền. Vù! Quyền kình mạnh mẽ hình thành một khu vực hình tròn rộng mấy chục trượng, quét ngang qua. Không gian cũng bị đánh lõm xuống thành một lỗ lớn. Cổ Nguyệt Trường Hà đang trong cơn kinh hãi, cảm giác được sức mạnh ập xuống trước người mình thì lập tức hoàn hồn trở lại. Ngay sau đó, ông ta vung tay, tay áo bay lượn, ngưng kết ra một tấm khiên ánh sáng hình bán nguyệt ở trước mặt,
Âm! Một quyền của Diệp Thiên đánh vào chiếc khiên ánh sáng. Sóng sức mạnh va chạm lan ra tứ phía, mặt đất cuộn trào, không gian giữa đất trời nứt vỡ. Hoa Thanh Hà cũng bị luồng sức mạnh to lớn đó đánh bay. Nếu không phải Diệp Thiên chia một luồng sức mạnh ra bảo vệ cô ta, e là bây giờ cô ta đã bị sức mạnh điên cuồng đó xé nát. Khói bụi cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, chốc lát sau mới có thể khôi phục nguyên trạng. Trường Hà Kiếm Tiên và Diệp Thiên đều đứng trên hư không, hai người vẫn ở nguyên vị trí cũ, không một ai lùi ra phía sau nửa bước. Diệp Thiên cũng lấy làm kinh ngạc vì điều này, bởi vì sự ảnh hưởng của luồng sức mạnh không rõ tên đó, phệ thiên hình lực trong cơ thể anh đã khôi phục công hiệu như xưa, hơn nữa còn chứa sức mạnh phá hoại và uy lực mạnh mẽ điên cuồng của ma khí. Sức mạnh của anh rõ ràng đã tiến xa hơn trước đây rất nhiều. Đối mặt với một quyền chính diện của anh, Cổ Nguyệt Trường Hà lại nhẹ nhàng đỡ được. Hai bên không phân cao thấp, có thể thấy thực lực của Cổ Nguyệt Trường Hà cũng vang dội Cổ Kim, là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp từ trước tới nay. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Thiên cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lại đạp chân xuống, sức mạnh trên người ngưng kết. Cho dù Cổ Nguyệt Trường Hà có tu vi mạnh như thế nào, anh cũng đã hạ quyết tâm hôm nay phải giết bằng được ông ta, tuyệt đối không để cho ông ta sống sót rời khỏi đây. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Trường Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt dán chặt lên trên người anh, giọng nói đầy kinh ngạc. Đứa con sao trời, cậu là đứa con sao trời hay sao? Diệp Thiên nghe thấy thế, động tác cũng dừng lại. Đứa con sao trời sao? Dòng suy nghĩ của anh lại quay trở về với đỉnh núi Tứ Tượng nửa tháng trước, lúc nói chuyện với Thi Mạc. Khi đó Thi Mạc cũng từng nói anh là đứa con sao trời mà địa cầu sinh ra. Lẽ nào ban nãy anh có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của sức mạnh pháp tắc trên địa cầu là vì nguyên nhân này sao? Bên này, Diệp Thiên đang chìm vào suy nghĩ về đứa con sao trời, còn Cổ Nguyệt Trường Hà lại cảm thấy chấn động một cách khó hiểu, giống như ngũ nhạc xoay chuyển, khó mà bình phục. Đứa con sao trời sao? Cậu chính là đứa con sao trời sao chứ? Ông ta lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi Diệp Thiên. Với sự ràng buộc của địa cầu, giới hạn sức mạnh mà sinh linh trên địa cầu có thể đạt đến là cảnh giới sử thi cấp thần hoàng, còn sức mạnh pháp tắc là sức mạnh cao nhất trên địa cầu. Do đó, cho dù là cảnh giới sử thi cấp thần hoàng cũng không thể thoát khỏi sức mạnh pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần là sinh linh vốn sinh ra trên địa cầu thì sẽ không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc của sức mạnh pháp tắc. Đó là quy luật vạn cổ không thay đổi. Trừ khi là người từ nơi khác đến, tu vi vượt qua được xiềng xích của địa cầu thì mới có thể bỏ qua sức mạnh pháp tắc này. Diệp Thiên rõ ràng cũng là nhân loại sinh ra ở địa cầu giống như ông ta. Cho dù thực lực có mạnh như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của sức mạnh pháp tắc. Thế nhưng anh lại trở thành ngoại lệ tuyệt đối. Sức mạnh pháp tắc không hề có tác dụng gì đối với anh. Trong suốt mấy trăm năm ông ta tu luyện, cũng chỉ có một trường hợp trong truyền thuyết là có thể giải thích được chuyện này, đó chính là đứa con sao trời. Trong số các sinh linh do địa cầu sinh ra, chỉ có đứa con sao trời mới có thể thoát khỏi sức mạnh pháp tắc, và đó là trường hợp duy nhất mà thôi. Ông ta không ngờ người thanh niên trẻ tuổi bị ông ta cố tình khiêu khích đưa vào bẫy lại là một đứa con sao trời nghìn năm có một, vô cùng hiếm có trên đời. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta dâng lên nỗi kinh hoàng. Nghe đồn đứa con sao trời hội tụ muôn vàn tinh hoa của một ngôi sao để sinh ra, có thể gọi là đỉnh cao tiềm lực khí vận của một ngôi sao. Mặc dù ông ta rất tự tin với tu vi mạnh mẽ của mình, nhưng khi đối đầu với một đứa con sao trời, ông ta đã mất đi phần lớn ý chí chiến đấu. Diệp Thiên là đứa con sao trời của địa cầu, đối địch với anh chẳng khác nào đối địch với cả địa cầu. Ông ta không phải những tộc ngoài hành tinh có bối cảnh ngoài vũ trụ, không sợ thân phận đứa con sao trời của Diệp Thiên. Ông ta là con người sinh ra và lớn lên ở địa cầu. Hành động này chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Lúc này, dòng suy nghĩ của Diệp Thiên
cũng thoát ra khỏi hồi ức cuộc đối thoại với Thi Mạn. Anh nhìn cổ Nguyệt Trường Hà, trong mắt vẫn là vẻ lạnh băng. Bất kể tôi có phải là đứa con sao trời hay không, hôm nay cho dù ông có ba hoa như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thả ông rời đi được đâu.